Xong rồi nó cười, cái anh đuổi nó vô nhà. Gì vậy? Đó. Chị dọn dẹp, còn dọn dẹp đồ chơi cho nó nữa, bình thường. Chứ lại quên nữa, mai anh phải đi mua đồ ăn, tẩm bổ cho em. Để lấy sức mà con trai nữa, không? Anh. Gì? Anh không biết đó thôi chứ, ba má gọi điện thoại cho em hoài à. Rồi nói gì nữa? Ba má kêu đẻ thêm đứa nữa. Đương nhiên, phải đẻ thêm đứa nữa, bây giờ bé Nhiên cũng lớn rồi, thấy không? Mình cũng phải có thêm một đứa mà anh nghĩ con trai nè. Trời ơi, má con kêu em đẻ con trai luôn kìa. Đương nhiên nhà mình có con gái rồi, mà anh là con trai một nữa. Phải có đứa con trai để nối dõi tông đường, nhất định phải là con trai. Thấy không? Con gái có rồi, bây giờ mình phải kiếm con trai, con trai, con trai, con trai. Con trai. Ráng nha. Ok, ok, ok. Đang kiếm con trai nha em. Rồi, vô đây. Trời ơi, chào con nha. Đây, ngồi đây mẹ. Rồi. Ủa mà sao hai mẹ con đây tới trễ vậy? Như là hôm qua thấy mặc đồ tomboy đẹp, sao hôm nay mẹ mặc đầm con mặc quần rồi? Đâu đây nè, đồ tomboy nè, tự nhiên đi siêu thị cái đội mua đồ giống như con trai vậy đó. Mà váy đậm nhà quá trời không có chịu mặc, con ngộ không? Đúng là con mẹ Ngọc nghe, mẹ nào con nấy con chọn đồ style ghê chưa? Thì bây giờ đang được cưng á là mình phải đòi đúng không, để cho mẹ chiều. Mai mốt mà mẹ mà có em bé mới rồi ra rìa đúng không con? Trời đúng sợ không? Quá kìa. Chưa gì nữa, được cưng chịu hết năm nay thôi. Năm sau là mẹ đẻ em bé rồi là làm chị chứ không có làm nũng. Ủa? Ủa? Tính đẻ nữa hả? Đẻ. Bà mẹ chồng hối quá trời đây nè, đúng muốn rồi. Con trai đi nói dội. Trời ơi, sắp ra lỡ đẻ nữa con gái nữa sao? Đẻ nữa. Chị vô duyên lắm nha. Không, chị những cái trường hợp mình không thể nào đoán trước được mà. Mà đẻ ra con nào cũng cưng hết á. Đúng rồi. Trời ơi, được rồi, hôm nay em sẽ pha một món cocktail hết sức là cá tính dành cho những bà mẹ bỉm sữa cá tính. À. Sao con uống gì? Giận rồi. Minh Nhiên ơi, Minh Nhiên, Minh Nhiên à. Ủa sao vậy con, chơi có giục đồ chơi hoài vậy? Trời ơi, búp bê mà con giục vậy hả? Con không thích chơi búp bê nữa hả Minh Nhiên? Con sao vậy? Mẹ mới mua cho con mà. Kỳ quá, mẹ không mua búp bê cho con nữa đâu nha. Đây nè, đứng lên thử bộ đồ mới cho mẹ đi. Mẹ mới mua cho con bộ đồ nè, màu vàng Minh Nhiên thích nè. Minh Nhiên ơi, thử đi con. Không vừa mai mẹ đổi cho con cái đồ khác nha. Cái quần này mẹ thấy hơi nhỏ với con quá à. Minh Nhiên. Minh Nhiên. Mẹ nói con không nghe hả? Con đang làm cái gì vậy?
đây con. Rồi không sao rồi, mẹ về đừng lo nữa. Thật ra con nít nó hay tò mò gì hết mọi thứ, tò mò giới tính nữa, cái nó nghĩ gì á. Nó dễ đó thôi, không sao hả con ha. Trời đất ơi, tôi cũng mừng ghê. Không sao, cảm ơn cô đi con. Dạ con cảm ơn cô. Rồi giỏi, về nè, nhìn cô nè. Dạ. Phải nghe lời cô, ngoan với cha mẹ, không cãi cha mẹ nghe chưa. Dạ. Rồi giỏi, bye bye. Chào cô đi. Dạ, chào cô. Đi, đi trước nha. Dạ. Bye bye. Bạn Minh Nhiên lấy đồ chơi của con. Ủa Minh Nhiên. Minh Nhiên. Dạ. Làm gì vậy? Sao giành đồ chơi với bạn? Dạ. Ủa con là con gái mà sao con cầm kiếm con chơi là sao? Tại vì con thích chơi kiếm. Chơi kiếm cái gì? Con là con gái, con phải chơi xếp hình với mấy bạn với con sao vậy? Con thích chơi xếp hình, con thích chơi kiếm. Thôi, được rồi, Nè Nhật Khang, nhường cái kiếm cho bạn chơi nha. Xong rồi chiều về nhà mẹ cho con chơi đồ chơi ha. Nhưng mà mẹ phải hứa mua cái kiếm nha. Rồi chiều về mẹ chạy ngang tiệm bán đồ chơi, mẹ mua cái kiếm cho con nha. Dạ. Rồi qua bạn chơi với bạn đi. Minh Nhiên. Thôi mà, hôm nay con lì đúng không? Tại sao vậy? Đồ chơi kiếm là sao, không ăn đòn không? Muốn chơi hay muốn đi về? Gì vậy? Thôi, được rồi. Mình là con gái mà tại sao chơi thôi chấp hình? Thôi, đừng khóc nha. Tức là bây giờ Minh Nhiên muốn chơi kiếm đúng không? Được rồi nè, cô Ngọc cho kiếm chơi nè. Mẹ nói không có chơi kiếm. Mình là con gái, mình phải chơi với mấy bạn nữ chứ. Tại sao giành đồ chơi với bạn nam? Đồ chơi kiếm là sao? Đi về nha. Thôi, đừng khóc. Ninh Nhất thương nè. Mẹ thương con mà. Sao muốn chơi kiếm nè? Con muốn chơi kiếm đúng không? Con muốn chơi với mấy bạn trai đúng không? Tại sao nó không Ngọc nghe nè. Hôm nay chứng hả? Dạ. Tại vì con muốn chơi kiếm là tại vì mẹ sắp sinh em trai. Con có bị ra nè, nên con phải chơi kiếm. Mẹ mới thương con. Không có đâu. Bây giờ hả, mẹ có sinh em bé đi nữa, mẹ cũng sẽ thương Minh Nhiên mà. Đúng rồi. Qua đây mẹ biểu coi. Ai dạy con vậy? Ai nói với con là mẹ sinh em bé, mẹ con ra đây à? Hả? Không có suy nghĩ như vậy nghe chưa? Mẹ có sinh em bé thì con cũng là con của mẹ vậy. Không có được như vậy nghe chưa? Chơi với mấy bạn đàng hoàng, không có chơi kiếm. Mẹ xin lỗi nghe không? Dạ. Đừng có làm mẹ la con vậy đó. Con nín đi. Mẹ thương nên mẹ xin lỗi con nha.